chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, việc xem ngày vẫn luôn được mọi người vô cùng chú ý đến. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tư vấn về phương pháp sử dụng lộc mã quý nhân để chọn ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Ngọ. Tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi, sát chủ ngày Giờ Dậu, thổ tử ngày Giờ Thân, nguyệt phá ngày Giờ Tỵ. Trước khi đi tìm hiểu những ngày tốt của tuổi Ngọ trong tháng 10 âm lịch năm 2020, thì xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về những ngày xấu cần phải tránh. Những ngày xấu cần phải tránh trong tháng 10 âm lịch gồm có những ngày tam nương, ngày con nước, ngày nguyệt phá, ngày xung tuổi, ngày dương công kỵ, ngày sát chủ, ngày thủ tử, ngày thiên địa chuyển sát. Đây là những ngày xấu không hợp để làm ăn, cưới hỏi. Tốt nhất là không nên làm việc lớn vào những ngày này. Ngay sau đây, chúng ta cùng đi tìm hiểu cụ thể, chi tiết về những ngày xấu trong tháng 10 âm lịch. Đầu tiên là ngày tam nương, là ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch. Trong đó, ngày mùng 3 âm lịch là ngày Giáp Tý, Bỏ. Ngày mùng 7 âm lịch là ngày Mậu Thìn, Bỏ. Ngày 13 âm lịch là ngày Giáp Tuất, Bỏ. Ngày 18 âm lịch là ngày Kỷ Mão, Bỏ. Ngày 22 âm lịch là ngày Quý Mùi, Bỏ. Và cuối cùng là ngày 27 âm lịch, Mậu Tý, Bỏ. Ngày tam nương đặc biệt cần tránh chuyện cưới hỏi. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với ngày con nước. Ngày con nước gồm 11 và 25 âm. Trong đó, ngày 11 âm là ngày Nhâm Thân. Ngày 25 âm. Ngày 25 âm là ngày Bính Tuất. Nguyệt phá gồm những ngày Tỵ, trong đó ngày Tỵ tháng 10 âm lịch có Kỷ Tỵ ngày mùng 8 âm lịch và Tân Tỵ ngày 20 âm lịch là ngày nguyệt phá, ngày xấu. Xung tuổi với tuổi Ngọ trong tháng 10 âm lịch là những ngày Tý. Trong đó ngày Tý có ngày mùng 3 âm lịch, ngày 15 âm lịch là Bính Tý và 27 âm lịch. Ngày dương công kỵ gồm ngày 23 âm lịch. Ngày 23 âm lịch là ngày Giáp Thân. Sát chủ là những ngày Dậu, trong đó có những ngày sau: ngày 12 âm lịch là Quý Dậu, Bỏ. Ngày 24 âm lịch là Ất Dậu, Bỏ. Thủ tử gồm những ngày Thân, tất cả những ngày Thân đều là thủ tử nhưng cũng trùng với những ngày xấu trước đó đã gạch bỏ, nên ngày Thân không phải ngày đẹp. Tiếp theo, thiên địa chuyển sát gồm có Bính Tý và Nhâm Tý. Trong tháng 10 âm lịch chỉ có Bính Tý, tuy nhiên Bính Tý cũng đã bị gạch đi bởi xung tuổi. Quý vị thân mến, trên đây là những ngày xấu mà chúng ta cần phải tránh trong tháng 10 âm lịch. Tiếp theo, sau khi tìm hiểu những ngày xấu, chúng ta cùng đến với những ngày tốt. Để có thể biết được ngày tốt cụ thể trong tháng 10 âm lịch, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên, để tìm được ngày tốt thì chúng ta cùng xem ngày lộc tồn. Lộc tồn có nghĩa là thần tài và ngày quý nhân. Xem theo thiên can có Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm và Quý. Tiếp theo, xem theo địa chi gồm có tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Có tam hợp, nhị hợp và thiên mã. Đầu tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu cụ thể từng con giáp, trong đó có lộc tồn, quý nhân, tam hợp, nhị hợp, thiên mã là như thế nào. Con giáp đầu tiên cùng đến với Giáp Ngọ. Giáp Ngọ là những con giáp sinh năm 1954 và 2004. Thiên can giáp có lộc tồn hay còn gọi là thần tài với Dần, quý nhân là Sửu và Mùi. Trong tháng 10 âm lịch thì Dần có những ngày mùng 5 âm lịch là ngày tốt. Mùng 5 âm lịch là Bính Dần,
ngày 17 âm lịch là Mậu Dần, ngày 29 âm lịch là Canh Dần. Quý nhân với Sửu và Mùi, trong đó Sửu có ngày mùng 4 âm lịch là Ất Sửu, 16 âm lịch là Đinh Sửu, 28 âm lịch là Kỷ Sửu. Tuổi Mùi còn lại có ngày mùng 10 âm lịch là Tân Mùi. Tiếp theo chúng ta cùng đến với Bính Ngọ, sinh năm 1966, có lộc tồn, thần tài và quý nhân vào ngày Tỵ, Dậu và Hợi. Trong đó ngày Tỵ trùng với Nguyệt phá nên không được, còn ngày Dậu và ngày Hợi. Ngày Dậu cũng trùng với sát chủ nên không được. Ngày Hợi thì còn mùng 2 âm lịch là Quý Hợi, 14 âm lịch là Ất Hợi và 26 âm lịch là Đinh Hợi. Tiếp theo, cùng đến với những ngày lộc tồn, thần tài, quý nhân của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Đó là những ngày Tỵ, Sửu và Mùi. Trong đó, ngày Tỵ trùng với cả Nguyệt phá. Ngày Sửu thì có ngày mùng 4 âm lịch là Ất Sửu, 16 âm lịch là Đinh Sửu, 28 âm lịch là Kỷ Sửu. Tiếp theo, Mùi thì có những ngày mùng 10 âm lịch, ngày 22 âm lịch là ngày Dấu nên không được. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với Canh Ngọ, sinh năm 1990, có lộc tồn và quý nhân vào những ngày Thân, Sửu và Mùi. Trong đó, ngày Thân trùng với Thụ Tử không được. Ngày Sửu thì có mùng 4 âm lịch là Ất Sửu, 16 âm lịch là Đinh Sửu, 28 âm lịch là Kỷ Sửu. Và ngày Mùi có ngày mùng 10 âm lịch là Tân Mùi. Cuối cùng là Nhâm Ngọ, sinh năm 2002. Nhâm Ngọ có ngày lộc tồn, quý nhân và ngày Hợi, Tỵ và Mão. Trong đó, ngày Hợi thì có mùng 2 âm lịch là Quý Hợi, 14 âm lịch là Ất Hợi và 26 âm lịch là Đinh Hợi. Tỵ trùng với ngày Nguyệt phá không được, còn tuổi Mão thì có ngày mùng 6 âm lịch là Đinh Mão và 30 âm lịch là Tân Mão. Đây là những ngày tốt theo lộc tồn, thần tài và quý nhân. Tiếp theo, cùng tìm hiểu về địa chi của tuổi Ngọ có nhị hợp và thiên mã như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp theo. Xem ngày tốt tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Ngọ theo địa chi. Ngọ thì có nhị hợp với thiên mã vào ngày Mùi và ngày Thân. Trong đó, ngày Mùi thì còn có ngày mùng 10. Giáp Ngọ đã có ngày mùng 10, Bính Ngọ thêm ngày mùng 10 và Nhâm Ngọ thêm ngày mùng 10. Tiếp theo là Thân, ngày Thân trùng với ngày Thụ Tử nên là những ngày xấu. Nên chúng ta theo nhị hợp và thiên mã chỉ có ngày mùng 10 âm lịch là ngày đẹp. Trên đây là những ngày xấu và ngày tốt của tuổi Ngọ vào tháng 10 âm lịch. Để tổng quát lại, chúng ta cùng nhìn lại từng ngày theo từng tuổi. Đầu tiên, Giáp Ngọ sinh năm 1954 và 2004, ngày đẹp thì có ngày mùng 4 âm lịch, mùng 5 âm lịch, mùng 10 âm lịch, 16 âm lịch, 17 âm lịch, 28 âm lịch và 29 âm lịch. Tiếp theo, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có ngày mùng 2 âm lịch, mùng 10 âm lịch, 14 âm lịch và 26 âm lịch. Mậu Ngọ sinh năm 1978 có ngày mùng 4 âm lịch, mùng 10 âm lịch, 16 âm lịch, 28 âm lịch. Canh Ngọ sinh năm 1990 có ngày mùng 4 âm lịch, mùng 10 âm lịch, 16 âm lịch và 28 âm lịch. Nhâm Ngọ sinh năm 2002 có ngày mùng 2 âm lịch, mùng 6 âm lịch, mùng 10 âm lịch, 14 âm lịch, 26 âm lịch và 30 âm lịch. Quý vị thân mến, trên đây là những ngày tốt của tuổi Ngọ trong tháng 10 âm lịch năm 2020. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông của kênh Phong Thủy Gia Cát để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video lần sau.